ngồi đấy nhé, chờ tí để hạ nhiệt ạ. Tự nhiên nó bị nóng máy quá mọi người, xong rồi nó cảnh báo lên, thế mình bị sợ. Ngồi im này. Chờ một tí nhé. Người đi làm tim em buồn vì những con thơ. Anh sẽ không làm trước mắt. Ngồi im chờ một tí đi. Nóng hết cả máy hết rồi. Đang để trong tủ lạnh ấy. Ngồi im nhé. Vì những tổn thương sao hay phân áp xong. Chỉ biết bao cơ. Được chưa, mát chưa? Mát máy chưa? Phải lạnh cơ, bây giờ phải lạnh cơ. Từ từ, phải kê cái gì xem nào. Kê cái gì xem nào, lên đây mà. Đấy, mình lên đây thì cái quạt gió nó mới thổi được thẳng vào cái ốp cái đằng sau của điện thoại. Chờ một tí nhá, bây giờ cho nó đông cứng lại đấy. Chưa Minh ơi.